Kính chào các bậc tiền bối anh linh, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý nhân thân khách gần xa. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày cuối thu, trời đất giao hòa mát mẻ, hồn thiêng non nước ngàn xưa vọng về từ một miền xa thẳm của tâm linh, của tiềm thức để nhắc nhở hậu thế chúng ta về một lịch sử hào hùng, oanh liệt của cha ông, báo hiệu một tương lai của quê hương tràn đầy niềm tin và hy vọng. Đình làng Thụy Lũng, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình là nơi thờ Đức Thành Hoàng Làng bản cảnh Bùi Đầm Liêu, phó mã thượng tể đại tướng quân thượng đẳng Phúc Thần. Ngài đã có công lớn giúp nước của vua Lê Thái Tổ chống lại giặc Minh ở thế kỷ thứ 15. Ngài đã tham gia triều chính giúp vua Lê trị vì đất nước trên 35 năm. Khi tuổi ngoài 70, Ngài đã cáo quan trở về làng Lọc, thiết lập miếu hội, tu sửa lại chùa, khuyến cáo nhân dân làm theo các phong tục hồn hậu, dạy dân trồng dông, nuôi tầm, ươm tơ, dệt lụa, xây dựng nên làng Lọc, tức làng Thủy Đích ngày nay. Đình làng Thủy Lũng còn là nhân chứng lịch sử, chứng kiến sự thành lập chi bộ đảng đầu tiên của đảng bộ xã nhà vào tháng 9 năm 1939. Đình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1997. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Tuấn, theo thông lệ và cũng là để ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã có công với dân, với nước, duy trì và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, góp phần bảo tồn và giáo dục cho các thế hệ mai sau, giữ gìn và phát huy những truyền thống tinh hoa tốt đẹp của quê hương đất nước. Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 10 tháng 9 năm Giáp Thìn, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa xã Quốc Tuấn phối hợp cùng Ban Khánh Tiết Đình làng Thụy Lũng và Ban Công tác Mặt trận Bốn thôn miền Thụy Đích long trọng tổ chức lễ hội truyền thống Đình làng Thụy Lũng năm 2024. Kính thưa toàn thể quý vị, quá khứ, hiện tại và tương lai là một dòng chảy liên tục không bao giờ cạn trong mỗi chúng ta. Để tỏ lòng thành kính tri ân công đức của các bậc trung thần, nghĩa sĩ có công với nước, với dân, để khơi dậy phát huy truyền thống yêu nước của thế hệ hôm nay và mai sau là việc làm rất có ý nghĩa, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, là nét đẹp văn hóa của dân tộc ta, đồng thời phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta. Đó là kế thừa có trọn lọc nền văn hóa cổ truyền tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục, đồng thời cũng là việc làm thiết thực góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp. Lệ rằng Đầm Liêu có mã tướng quân cỏ lên giúp nước ghi danh chữ vàng Thụy Đích Quốc Tuấn anh hùng, dân làng mở hội tri ân về chầu, dù ai đi đâu bán đâu, 12 tháng 9 dân hương hội về, dù ai buôn bán trong nghề, 13 tháng 9 hội về dân hương. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, lễ hội truyền thống Đình làng Thụy Lũng năm nay được tổ chức vào dịp cán bộ và nhân dân xã nhà đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước, tự hào về đất nước ngàn năm văn hiến, dân tộc anh hùng, có Đảng quang vinh, có Bác Hồ vĩ đại, hân hoan phấn khởi trước những thành tựu đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện của quê hương đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, chấp cánh cho con rồng Việt Nam vươn cao bay xa cánh vai các cường quốc Nam Châu, đồng thời cũng cảm mừng cho quê hương Quốc Tuấn thân yêu của chúng ta đang từng ngày từng giờ bừng lên sức sống mới, khẳng định rõ vị thế và tầm vóc lớn lao của một vùng đất địa linh nhân kiệt anh hùng. Thật là hương ước lệ làng tiền bối giải công xây dựng thuần phong mỹ tục, hậu sinh nghiêm trị tuân theo. Lễ hội truyền thống năm nay được tổ chức từ sáng ngày 12 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2024, nhằm các ngày 10, 11, 12 tháng 9 năm Giáp Thìn. Chương trình lễ hội gồm có lễ khai mạc, dâng hương, tế lễ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian ca ngợi quê hương đất nước và phát huy tinh thần thượng võ của cha ông.
Lễ hội năm nay như là lời cầu nguyện cho quốc thái, dân an, mưa thuận, gió hòa, nhân khang và thịnh, mọi người mọi nhà được mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc, và cũng là dịp để mỗi người chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha. Kính thưa toàn thể quý vị, dự lễ khai mạc truyền thống đình làng Thùy Lũng năm nay, ban tổ chức chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và xin được trân trọng giới thiệu từ phía đại biểu đại diện Cục Văn hóa Thông tin huyện Kiến Sương. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Hà Thế Công, Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Kiến Sương, đề nghị các đại biểu nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu đại diện cho lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương xã Quốc Tuấn có bà Mai Thị Thúy, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Phạm Hùng Cương, Phó Bí thư thường trực Ban chấp hành Đảng bộ, trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo xã; ông Vũ Văn Thắng, Phó Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trưởng ban quản lý các di tích lịch sử văn hóa xã Quốc Tuấn. Đề nghị các đại biểu nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các ông bà trong ban chấp hành Đảng bộ, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo và các ông bà là cán bộ công chức chuyên trách Ủy ban nhân dân xã Quốc Tuấn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Từ phía các đại biểu đại diện cho lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương xã Bình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lại Ngọc Huân, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã; ông Đỗ Thế Hội, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Đỗ Xuân Thành, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; ông Nguyễn Công Quân, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương xã Quốc Tuấn, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, ban chấp hành các tổ chức hội, hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội người cao tuổi, hội khuyến học, hội chữ thập đỏ, hội những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hội cựu thanh niên xung phong, hội cựu giáo chức, hội hưu trí, hội quan liệt sĩ xã Quốc Tuấn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ngoài ra, về phía các đoàn đại biểu gồm có đoàn đại biểu đại diện cho ban liên lạc họ Bùi Việt Nam và ban liên lạc cộng đồng họ Bùi tỉnh Thái Bình, đoàn đại biểu ban giám hiệu trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở Quốc Tuấn, đoàn đại biểu hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân, trạm y tế xã Quốc Tuấn, đoàn đại biểu ban công an, ban chủ huy quân sự xã Quốc Tuấn, đoàn đại biểu đại diện cho ban thôn và ban công tác mặt trận của 7 khu dân cư trên địa bàn xã, đoàn đại biểu đại diện cho nhà chùa, hội quy và các phật tử chùa Siêu Cánh, chùa Liên Ứng xã Quốc Tuấn, đoàn đại biểu đại diện cho ban quản lý di tích lịch sử đền làng Các Chúng, đoàn đại biểu câu lạc bộ chèo truyền thống xã Quốc Tuấn, các câu lạc bộ cờ tướng, các đội thế Nam Quan, Nước Quan, làng Thủy Đích xã Quốc Tuấn, đoàn đại biểu hội đồng hương con em quê hương đang sinh sống, công tác lao động trên mọi miền tổ quốc, đoàn đại biểu đại diện cho câu lạc bộ sản xuất kinh doanh xã Quốc Tuấn và các doanh nghiệp, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà tài trợ cho các chương trình của lễ hội, đoàn đại biểu đại diện cho các dòng họ làng Thủy Đích xã Quốc Tuấn cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, quý nhân thân khách, Việt Nam quý nữ, dân làng Thủy Đích, làng Các Chúng cũng như các xã bạn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt các tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị. Xin kính chúc các quý vị đại biểu các quý mạnh khỏe, an khang, gia đình hạnh phúc. Chúc lễ hội truyền thống đình làng Thùy Lũng năm 2024 thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được thông qua nội dung chương trình lễ hội. Lễ hội truyền thống tưởng niệm Đức Thành Hoàng Làng Thùy Đích được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2024, nhằm các ngày 10, 11, 12 tháng 9 năm Giáp Thìn, gồm các nội dung sau. Ngày 12 tháng 10 năm 2024, tức ngày 10 tháng 9 năm Giáp Thìn, buổi sáng từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút khai mạc lễ hội, từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ dâng hương tế thần, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ dâng hương và tế nữ quan, buổi tối chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội. Ngày 13 tháng 10 năm 2024, tức ngày 11 tháng 9 năm Giáp Thìn, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ dâng hương tế thần, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ dâng hương và tế nữ quan, buổi tối chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội.
ngày 14 tháng 10 năm 2024, tức ngày 12 tháng 9 năm Giáp Thìn, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút gồm các nội dung tế tạ và bế mạc lễ hội. Sau bế mạc lễ hội, ban tổ chức chúng tôi trân trọng mời các đại biểu dự bữa cơm thân mật chúc mừng thành công của lễ hội truyền thống Đình Làng Thịnh Lộc năm 2024. Ban tổ chức sẽ bố trí đan xen trò chơi dân gian cờ tướng song song với thời điểm diễn ra lễ hội. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, làm tiếp chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Thắng, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trưởng ban quản lý các di tích lịch sử văn hóa xã Quốc Tuấn lên trình bày diễn văn khai mạc lễ hội truyền thống Đình Làng Thịnh Lộc năm 2024. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý và quý khách thập phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng và con nhân dân về dự lễ hội hôm nay, hòa chung khí thế đi đua sôi nổi chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, của đất nước. Đảng bộ và nhân dân các nhà đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức học tập, lao động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã đề ra. Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm Giáp Thìn, được sự nhất trí của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Kiến Sương, của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Quốc Tuấn, Ban quản lý di tích cùng bà con nhân dân làng Tự Bích vui mừng phấn khởi tổ chức lễ hội truyền thống Đình Làng Tự Bích năm 2024 để kỷ niệm và tưởng nhớ công đức vị thành hoàng làng Bùi Đằng Tự Yêu, một người đã có nhiều công lao với dân với nước và đặc biệt có nhiều ân đức với dân làng. Kính thưa các vị đại biểu, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là truyền thống, là đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ của vua Hùng dựng nước đến nay đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử, qua các triều đại, dân tộc Việt Nam đã có nhiều bậc vua anh minh, nhiều bề tôi trung nghĩa, nhiều bậc tiền thần đã hết lòng vì nước, vì dân, và danh tiếng mãi mãi được lưu truyền, công đức mãi mãi được các thế hệ kế tiếp tri ân. Đình Làng Tự Bích xã Quốc Tuấn, nơi thờ thượng đẳng quốc thần Bùi Đằng Tự Yêu, ngài là bậc trung thần hiếu nghĩa, văn võ song toàn, đã đứng lên chủ nghĩa như một quân sĩ bỏ vô đê đánh tan giặc Minh, đem lại hòa bình cho đất nước. Sau khi đất nước thống nhất, giang sơn thu về một mối, ngài lại tiếp tục tham gia triều chính giúp vô đê định vị đất nước trên 35 năm. Khi tuổi 70, ngài cáo quan trở về làng Ngọc, thiết lập miếu hội tu sửa lại chùa, khuyến cáo nhân dân theo những phong tục thuần hậu, đại dân trồng dâu nuôi tầm ôm ươm tơ dệt lụa và xây dựng nên làng Ngọc, làng Tự Bích của chúng ta ngày nay. Ngài là vị nhân thần không những được nhân dân ta tôn thờ là đức thành hoàng bà cảnh, mà tên tuổi chiến công của ngài của vua Lê diệt giặc đất nước đã được lịch sử đảng bộ huyện Kiến Sương ghi lại đậm nét. Ngoài ra, Đình Làng Tự Bích còn là nhân chứng lịch sử về sự ra đời của chi bộ đảng đầu tiên của đảng bộ xã nhà vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Với những dấu mốc lịch sử về những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước, Đình Làng đã được Ủy ban tỉnh Thái Bình xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1997. Trong những năm qua, quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, và con nhân dân địa phương, con em xa quê cùng quý khách thập phương luôn hướng về cội nguồn bằng những việc làm cụ thể, đã tập trung công sức, trí tuệ, tiền của để tôn tạo, trùng tu nơi thờ tự những người có công với dân với nước. Mỗi khi tổ chức lễ hội truyền thống đều được tiến hành với các hoạt động văn hóa thể thao phong phú cả về nội dung và hình thức, tương đối hài hòa cả về phần lễ và phần hội. Nhân dân trong làng, trong xã, quý khách thập phương trở về dự lễ hội và dân hương với tấm lòng thành kính, sủng ái, cầu mong thành hoàng linh ứng, tâm niệm được an hưởng những điều tốt lành, tôn thêm giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể ở địa phương. Với quan điểm chủ trương hướng về quá khứ, tìm hiểu nguồn gốc tổ tiên, kỷ niệm tri ân các bậc trung thần nghĩa sĩ đã có công với dân với nước, đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, để lễ hội
truyền thống điển hình du lịch năm 2024, hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch đề ra. Ban tổ chức lễ hội đề nghị các vị đại biểu, quý khách thập phương cùng bà con nhân dân về dự lễ hội hãy tích cực tham gia và cổ vũ nhiệt tình các hoạt động văn hóa thể thao, có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, góp phần lễ hội năm 2024 thành công tốt đẹp, đáp ứng với nguyện vọng của bà con nhân dân trong làng. Với mục đích thông qua hoạt động tổ chức lễ hội để thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn với những công lao to lớn của Đức Thánh Hoàng Làng và các bậc tiền bối trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng quê hương, để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, để nhà nhà người người có cuộc sống khỏe mạnh, ấm no và hạnh phúc, và để lưu giữ và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, của quê hương, tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày thêm phát sinh và giàu đẹp, thực hiện thành công công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên quê hương quốc tuấn anh hùng. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống điển làng du lịch năm 2024. Xin kính chúc các vị đại biểu và khách tất luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc mừng thành công tốt đẹp. Chúng tôi được bắt đầu.